Bữa hôm nay là một cái bữa đi ăn nhà hàng Thái sau khi mà cách ly các bạn ơi. Cái món đầu tiên mình kêu là nam tok, thịt bò của Thái, cõi bò Thái. Ăn cõi bò Thái thì mình ăn chung với lại trà Thái. Ô, cái cõi bò Thái này nó có chanh ngon quá các bạn. Nó cho mình bắp cải nữa. Nếu mà các bạn là ăn không đủ thì các bạn có thể lấy thêm bắp cải nhé. Bữa hôm nay bữa hôm nay thành phố lại dỡ lệnh cách ly các bạn. Các bạn không cần phải đeo khẩu trang. Ngon. Ok. Ngon quá các bạn ơi. Tôi làm món tráng miệng nha. Món khai vị. Thế là đông khách luôn. Hôm nay thì mới đi làm ra cho nên các bạn đói bụng. Ngay lập tức là mình đã kêu được một cái lẩu Thái Lan phong cách rất là Việt Nam. Đây các bạn nhìn coi cái lẩu này nó ngon chưa các bạn ơi. À, trời ơi, đi làm về mà không ăn thì còn chờ đợi gì nữa. Sao cái lẩu nó nóng vậy? Nóng thôi đó. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho cái lẩu này nó sôi lên tí xíu nữa rồi mình ăn thôi các bạn ha. Đi các bạn, thì bên đây vẫn là món khai vị, đó chính là gỏi bò. Bên đây thì có gỏi đu đủ và mì xào là pad thai đó các bạn. Trộn lên nha, ở đây nó có đậu. Ok. Hôm nay họ không cho mình chanh này. Ok. Bữa nay nó không cho mình chanh cho nên mình không có bo cho nó luôn. Excuse me. Can I have some lemon? Trời, nó không nghe mình luôn các bạn ơi. Lát nữa mình không cho tiền tên nó luôn. Yeah. Quá ngon. Nhưng mà không phở rồi chứ không phải không bạch thái. Không bạch thái nó bự hơn. Ok, bây giờ đi coi mình coi trong cái súp này nó có gì để các bạn nhé. Có mực nè, con rong biển phổ tai nè, đó, kè nè. Quá ngon luôn. Ok, bây giờ thì ăn thôi các bạn ơi, chim chép nữa. Trời ơi, ngày nào cũng được ăn chim chép hết, tôm nữa nè. Ăn đi. Ớt chuông nè. Ok. Hấp dẫn luôn. Muốn chanh không? Bây giờ cái hết súp lemon. Lemon. Ok. Oh, you don't have it. Ok. Trời, má nhẹ, nó muốn chanh luôn thiệt. Ok. Gọi đu đủ nè. Trừ điểm mày. Quá ngon các bạn ơi. Ngon. Good job. Thơm mùi thịt. Thơm mùi xả. Lâu lâu thì mình mới đi ăn một lần. Thank you, bánh mít. Mình sẽ cho bà 10 điểm. Đây, bà cho mình 2 miếng chanh. Bữa nay mình sẽ ngồi đây mình hưởng thụ cái bữa ăn tối của mình. Khỏi về nhà nấu nướng gì cho mệt các bạn ha. Cuộc sống mà, đi làm bạn gộn mà. Em đang quay vậy? Để mình uống miếng nước nè. Cái miếng nước này nó rất là nó giống như canh chua vậy, nó mà không phải canh chua các bạn.
cội ngon quá các bạn ơi. Quá ngon luôn các bạn ơi. Hết sảy con bà bảy luôn. Hủ tiếu xào. Mới đi ăn chút xíu mà trời đã tối rồi các bạn ơi. Bây giờ là phải ăn xong cho lẹ để rồi đi về thôi. Đồ ăn còn quá trời luôn. Cái này là mình ăn không hết thì mình có thể đem về để ngày mai đi làm ăn cũng được. Khỏi mà công nấu các bạn. Ăn một đêm mà ngày mai ăn được thêm đêm nữa. Quá sướng luôn. Trời ơi tiết kiệm. Đúng như mình đoán các bạn ơi, ăn nãy giờ mà ăn không hết. Cho nên mình sẽ đem về nhà và mình sẽ ăn tiếp các bạn ha. 1 hộp, 2 hộp, 3 hộp, 4 hộp.